Yo. Hi, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của hai mẹ con em nha. Thì bây giờ ngày hôm nay hai mẹ con sẽ cùng ăn xúc xích nướng với bơ. Khi hồi nãy á em làm á, em không có quay lại, em tranh thủ em làm trong thời gian mà Henry ngủ á, cho nên em không có quay video lại. Thì cũng đơn giản thôi, em chỉ bỏ hành thôi các bạn, bỏ hành tây và cái cà rốt thôi, rồi xong rồi em bật bếp lên nướng thôi các bạn. Mọi người thấy không, hấp dẫn không? Rồi bây giờ em sẽ cắt thêm một khúc nữa, em mời tất cả mọi người nha. Mọi người đó, đây mời tất cả mọi người nha. Em có bỏ một cục bơ vô cho nó thơm mùi bơ, và bữa nay em ăn chung với cái cải nè. Con ghim vô đi. Mọi người thấy à, Henry thích ăn xúc xích này lắm. Chiên cho nướng, lúc nào mà nướng cho em ăn là em cũng ăn rất là nhiều. Mọi người ơ mẹ, để xuống hả? Ok, để xuống rồi, không cho em ăn luôn hả? Cho em ăn với. Đó. Cho ăn với. Các bạn biết không, cái mùi xúc xích này á, mà lần trước mình không có biết, mình không có bỏ bơ vô, nó không có vị thơm. Mà ngày hôm nay cái mình bỏ một cục bơ vô, nướng nó thơm cực kỳ. Chó đi toilet. Toilet hả? Cái bơ đó nó làm cho thơm, mà cái xúc xích này á thì nó mặn. Các bạn không cần thêm bất cứ cái gì hết trơn á, chỉ cần á khứa ra nè. Rồi xong rồi cái bỏ lên cái máy nướng là mình nướng thôi. Mà thật sự cái xúc xích này ăn với cơm cũng rất là ngon. Hả? Gì con? Gùi á, ok ngồi đó đi, để mày đập gùi cho. Rồi yên. Ảnh thấy con ruồi mọi người. Tại em. Được rồi, để đập gùi. Ok, đập gùi. Gùi phải không? Chờ em chút nha. Mọi người chờ em chút nha. Đập gùi rồi, chết em. Đó các bạn vậy đó. Nhà này là em với hình gì là sát thủ giết gùi rồi. Con ghim vô đi. Rồi, cũng. Cũng. Cái cà rốt với hành tây nó bị chín quá rồi. Mềm luôn. Không phải nó mềm mà nó khô lại luôn, nó khô lại luôn. Trời ơi, điếc lỗ tai luôn. Rồi thôi ăn đi, chú bà bơm cho khác. Anh bơm cái bông bóng nhỏ, bơm gì mà cứng dữ vậy? Cứng. Nó bơm sao mà bóp vô cho nó mềm, hồi nãy em thấy nó cầm hơi cứng ngắc nha. Cứng ngắc, bể luôn. Bể luôn, bụp. Bể một cái bụp luôn. Bây giờ em sẽ ăn cái cà rốt nè. Em thấy mọi người ăn cà rốt này đâu mọi người. Thôi có con đừng ăn cái này, con ăn cái này không được đâu. Ăn xúc xích đi. Ngon. Cái củ cải này ngon. Củ cải này ăn giống như là tựa như củ sắn. Nhưng mà không ngọt, không ngọt mà củ sắn, nhưng mà nó có vị thơm của củ cải. Ngon không con? Xém chút mới lướt rồi. Ngon quá. Mm.
Cái quả này ngọt. Anh xã mình không nói hồi đó ảnh hay ăn, nói ăn xong rồi nóng vậy đó, nó mụn lum. Mình nghĩ là do cơ địa mọi người thôi. Có nhiều người á bị dị ứng giống như em à. Em ăn ớt. Ớt mà kiểu ớt ớt xanh ớt đỏ đó. Em ăn cái đó nhiều á mà ăn sống á là em sẽ bị nóng. Em chỉ ăn được ớt đó là chín rồi. Còn em ăn ớt đó mà sống á hả là hai lần mũi em mày mê là bắt đầu thở, thở nó rất là nóng, khó chịu luôn. Ừ. 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 Uống luôn. Ghim vô. Còn xích vô. Vô, cụm. Không cụm ăn. Vô, vô. Cụm cái nữa kìa. Cụm. Vô. Cụm cái nữa. Vô. Làm cho anh nhớ để nhiều khi anh quên á. Cà rốt. Cà rốt đỏ. Cà rốt đỏ. Giòn gụm. Con nói đi. Cà rốt đỏ giòn gụm. Cà rốt. Con ăn nữa không? Ăn hết cái đó đi. Ăn hết cái phần mà mẹ cắt cho con đi. Bờ lum hả? Ờ, bờ lum bể. Ừ, bờ lum bể rồi. Bể ú. Tao đưa lên cô chú coi. Nè, đưa ra. Đưa cho cô chú coi. Ồ, bờ lum con bể rồi, cô chú ơi. Ú chú. Ồ, bờ lum bể rồi, cô chú ơi. Ồ chú. Bờ lum con nè. Ừ. Nè, cái này không bể nè. Gợi con đưa cô chú chơi đi. Cái này cái gì? Bờ lum. Lụm lên. Lụm lên. Bờ lum. Anh nói tiếng bờ lum mất cười lắm. Bờ lum bùm. Thật sự là bỏ miếng bơ vô nó thơm, ngon, ngon hơn mọi bữa. Mọi bữa mình làm theo công thức nhà ông xã mình không làm á, mà nó không bỏ bơ. Bây giờ mình bỏ bơ vô. Ngọt, ngon. Chi 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 chi. Ô, chim. Chim én. Chi. Chim én ơi. Đi học về hả chim én? Đi học. Dạ. Yeah. Chim én đi học. Dạ. Cái này nướng ngon ghê. Mấy cái cà rốt dưới hành tây. Đâu? Cà rốt. Cà rốt nướng. Đâu? Cà rốt nướng ngon lắm. Cô uống gì đó? Bảy ức. Dạ. Bảy ức. Ớt. Đúng rồi. Con mời cô chú uống bảy ớt đi. Mời cô chú uống bảy ớt. Con mời đi, mời cô chú. Đúng rồi, uống bảy ớt. Vô, mời cô chú nè. Vô. Nghe ăn nữa không? Rồi. Con ăn nữa không? Nữa không? Bể. Nghĩ hả? Ê. Bể hả? Ai là bể đây? Ai là bể? Handy. Nói đi, ai là bể? Handy. Gì? Gì?
Cái cà rốt này nè, nướng lại ngon quá. Nó khô khô là cái nó dẻo 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 các bạn. Dẻo dẻo. Dẻo dẻo hả? Ok. Bây giờ còn răng ráng ăn những cái loại mà dẻo dẻo rồi giòn giòn. Mất răng yếu rồi già. Lựa đồ mềm ăn. Cho nên bây giờ còn răng ráng thưởng thức những cái món ăn. Nó kêu bằng chỉ có răng mới cảm nhận được những điều đó thôi. Cái nên tao nói là giống như con gà vậy đó. Người trẻ khen ngọt, người già chơi dai. Bảy úp. Bảy úp. Anh này không biết nói mà nó nhanh dễ sợ. Bảy úp. Nhanh quá. Không nghe. Không nghe được gì. Khủng cái rồi. Khủng. Vô. Này, no rồi. No rồi. Ừ. No hả? No no là phải vậy đó hả? Thôi mẹ no rồi, mẹ no rồi, no rồi. Nghỉ ăn rồi, ok bây giờ bye tạm biệt cô chú nè. Rồi bye bye tạm biệt cô chú nè. Để xuống. Để xuống. Để xuống, để xuống mới bye bye được, để xuống. Rồi ok bye bye nè. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã cùng ăn xúc xích với hai mẹ con em và ở lại chơi với hai mẹ con em đến thời điểm này. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho hai mẹ con em nhé. Khi mà mình đăng video thì tất cả mọi người sẽ nhận được thông báo và cùng lên xem những cái sinh hoạt hàng ngày, những bữa ăn đơn sơ đạm bạc của hai bà con em nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.